Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ bóc một hộp hồng sâm nguyên chất củ khô của Đê Đông loại 37,5g cho một cô tầm 50 tuổi. Đó, đây là một bên ngoài của nó là một hộp thiếc. Bên trong thì có một củ gỗ. Đây là dòng sâm hồng sâm củ khô nguyên chất để cho mọi người tiện sử dụng, có thể để chức năng chính bình thường hay là cắt ra để sắc lấy nước uống hoặc là ngâm rượu hoặc ngâm mật ong. Hoặc có thể hầm gà cũng được, bởi vì sâm tươi thì nó không để được lâu, mà cho vào đông đá thì nó sẽ không còn tốt nữa. Cho nên là mọi người hay dùng sâm khô này tiện lợi hơn. Bên trong là một hộp gỗ. Bên trong có 3 con sâm như thế này. Quý khách muốn sử dụng thì đem lấy máy sấy tóc, sấy xong mềm ra thì cắt thành nát mỏng, mỗi ngày ăn khoảng 3-4 nát. Xin cảm ơn quý khách rất nhiều. Xin chào ạ.